Ngày 13 tháng 1, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Đông, tỉnh Đồng Tháp vừa thả ba con rùa răng với tổng trọng lượng 22 kg vào vườn quốc gia Tràm Chim. Rùa răng là loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ cấm săn bắt và bảo vệ. Số rùa này là tan vật do đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh tịch thu của các đối tượng vận chuyển trái phép. Trước đó ngày 12 tháng 1, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng vừa tiếp nhận hai con đại bàng là loài động vật quý hiếm của người dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Cả hai con đại bàng này đều bị thương ở cánh. Sau khi tiếp nhận, trung tâm tiến hành chữa trị cho đến khi khỏe mạnh mới thả về tự nhiên.